Dùng được 5 chai có tóc con da, sao tới chai thứ 6 nó lại bị rụng lại quá trời luôn anh? Có lẽ là bạn này bạn ấy chỉ dùng mũi Minoxidil thì phải. Nếu như mà bạn này chỉ dùng mũi Minoxidil để xử lý vấn đề về rụng tóc hói đầu ấy, mà tóc đã ra rồi thế nhưng mà lại không giữ được ấy, thì bạn cần phải xem lại. Xem lại cái đầu tiên là gì? Xem lại về cái lối sống của bạn. Lối sống ở đây là gì ạ? Là bạn có thức khuya hay không là một. Bạn có ăn uống đa dạng thịt cá trứng sữa rau củ quả đa dạng trong một tuần hay không? Thứ ba nữa là gì ạ? Là có stress hay không? Thứ tư là có bổ sung đủ protein hay không? Đấy, ăn uống đa dạng để bổ sung đủ protein đấy. Đó. Và tiếp theo nữa là gì? Là bạn có tiếp xúc với hóa chất hay không? Đó, đó là những cái mà bạn cần phải lưu ý. Có thể hơn nữa nhưng mà về cơ bản đó là những cái đó là một. Thứ hai là nếu như mà bạn không gặp phải không có những cái nguyên nhân như trên thì bạn đã bổ sung đủ chất hay chưa? Đó, đủ vi chất hay chưa? Hoặc là gì ạ? Nếu bạn chỉ dùng mũi Minoxidil mà bạn không có thêm những cái thành phần để nuôi dưỡng cái nang tóc của bạn nữa thì việc mà các bạn không tối ưu được cái việc là mọc tóc và rụng tóc thì đấy là bạn sẽ không tối ưu được. Vì vậy nên là mình, tại sao kênh của mình ấy thì mình luôn luôn hướng tới tất cả mọi người theo những cái gì mà mình đã trải qua và mình đã dùng và nhiều anh em khác đã lấy lại được mái tóc và cũng là nghiên cứu những cái gì mà mình chia sẻ thôi. Đấy, nhưng mà nhiều khi mọi người chỉ dùng mũi Minoxidil vì sợ là uống cái này uống cái kia, sợ là uống vào người là nó là thuốc này kia. Nhưng mà tất cả những cái gì mà mình đã chia sẻ trên kênh của mình, ví dụ như là omega 3 D3 K2, được chưa? Nó là thực phẩm bổ sung nhá. Ví dụ như là DHT blocker, đấy, gút he này, nó là thực phẩm hỗ trợ. Nó nằm thuộc trong nhóm thực phẩm hỗ trợ, được chưa? Chứ nó không phải thuộc trong nhóm thuốc, được chưa? Và cả astaxanthin này cũng vậy, nó là thực phẩm bổ sung. Nó là những cái chất ví dụ như là cái này chống oxy hóa gấp 6.000 lần vitamin C. Và cái thành phần astaxanthin này ấy, nó được lấy từ ví dụ như là cái màu đỏ con cá hồi ấy. Đấy là được tạo nên bởi astaxanthin. Hoặc là có những loại tảo biển đỏ ấy, đấy là astaxanthin. Và cái astaxanthin này là chất chống oxy hóa, là vua của chống oxy hóa trong tự nhiên. Đó, đây cái này là natural astaxanthin. Đấy chứ? Còn ví dụ như là DHT blocker good hair này chứa 18 thành phần, bao gồm có thành phần cây cọ lùn để ức chế DHT. Còn lại là những thành phần còn lại là gì? Vừa là chống oxy hóa này, vừa là giúp hỗ trợ mọc tóc và chắc khỏe tóc này. Và thứ ba nữa là gì? Có những loại vitamin để giúp cho cơ thể, ví dụ vitamin nhóm B, vitamin D3, vitamin A, L-cysteine, L-arginine, hoặc là chiết xuất trà xanh, đấy, chiết xuất bột hạt bí đỏ, anh đào châu Phi, đấy, vân vân. Là 18 thành phần. Đấy, thì cái này nó là thực phẩm hỗ trợ và cũng là thực phẩm bổ sung luôn, vì nó bổ sung thêm cả các loại vitamin và khoáng chất, trong này chứa cả 15mg kẽm nữa. Được chưa? Đó. Thì nếu như mà bạn đang bị rụng tóc đã mọc lại rồi thế nhưng mà không giữ được thì bạn cần phải xem lại những cái gì mà mình vừa mới nói để cho tóc của bạn ấy nó sẽ được có cái sự ổn định. Đấy, giống như mình đây, đấy, mình cũng đã từng là một người mà bị rụng rất là nhiều, gần như là cái đỉnh đầu này của mình là hở trắng ra rồi. Mỗi một lần ánh sáng chiếu vào như thế này là các bạn sẽ nhìn thấy hết luôn, chứ không phải là mình để như thế này để cho mọi người nhìn đâu, được chưa? Thế nhưng mà sao, nhưng mà mình đã phục hồi lại được rồi, nên là mình đã chia sẻ với tất cả các bạn. Khi các bạn đã nghiên cứu thì các bạn nghiên cứu đủ nhá. Đủ combo thì nó có cả dầu gội này. Đấy, dầu gội này và tẩy tế bào chết da đầu này. Đây dầu gội đây, tẩy tế bào chết da đầu đây. Đấy, nó có đủ combo này như thế này. Đấy, cố gắng để đủ combo và kiên trì với cả cái combo này. Khi mà tóc chúng ta đã ổn rồi thì chúng ta mà muốn dừng lại mino thì chúng ta hãy giãn cách dần thời gian ra. Được chưa? Giãn cách dần ra, ví dụ như 2 ngày các bạn xịt một lần, 3 ngày xịt một lần, 1 tuần xịt một lần, rồi thì thậm chí là 2 tuần hoặc là 1 tháng xịt một lần ấy, thì lúc đó các bạn có thể dừng lại Minoxidil mà các bạn không sợ là bị những cái tác dụng không mong muốn, được chưa? Bởi vì khi mà dùng Minoxidil mà dừng đột ngột là rất là dễ bị cái tác dụng không mong muốn, là tóc nó sẽ rụng trở lại, được chưa? Đó, nên là cứ phải giãn dần cái tần suất ra và giảm liều lượng xuống. Đấy, thì dần dần các bạn sẽ dừng lại được mino, được chưa? Ok, thì nếu như mà bạn đã dùng đủ combo mà kiên trì rồi ấy, mà trong vòng 1 năm ấy mà đã kiên trì chẳng hạn thế, thì lúc này nếu mà tóc của bạn không mọc lại được ấy, thì đây nó là cái phương án gọi là tối ưu cuối cùng rồi. Không mọc lại được thì chỉ có đi cấy thôi, mà đã cấy thì các bạn phải chấp nhận là mất tiền, nhiều tiền và rủi ro là cấy xong không giữ lại được tóc, lúc đấy là các bạn vừa mất tiền lại vừa gọi là gì, tiền mất tật mang. Đấy, kiểu như vậy. Mình không cổ suý cho việc cấy tóc, nhưng các bạn cứ cân nhắc giữa việc là gì ạ, nghiên cứu những cái gì mà mình chia sẻ, được chưa? Ok, và nếu còn có thêm bất kỳ câu hỏi gì thì cứ comment nhé. Mình sẽ cố gắng ở bên cạnh tất cả các bạn và chia sẻ với các bạn bằng những kinh nghiệm, trải nghiệm, bằng những kiến thức mà mình đã có trong suốt quá trình mình điều trị rụng tóc hói đầu cho bản thân mình. Và mình sẽ cố gắng để trả lời các bạn. Và mình là Nam, mình thích làm đẹp.